lớp ngoại ngữ của RAV nhằm nâng cao nhu cầu giao tiếp với khách hàng nước ngoài, mục đích mang dịch vụ của RAV đến gần hơn với các thành viên nước ngoài đang sống ở Việt Nam, có một sự cảm nhận tốt nhất về dịch vụ. RAV đã mở khóa Anh văn giao tiếp cho các nhân viên có cơ hội trau dồi thêm ngoại ngữ cho mình. Lớp học được duy trì định kỳ vào các ngày thứ sáu trong tuần với hơn 15 nhân viên tham gia lớp học. Những bước đầu tiên trong vấn đề học ngoại ngữ được giảng viên Thúy Kiều chia sẻ một cách nhiệt tình nhất. Những bài học vỡ lòng nhanh chóng qua đi và các nhân viên cũng háo hức vì lượng kiến thức nhận được sẽ ứng dụng một cách hiệu quả trong thời gian sớm. Vì đây là lớp học đầu tiên được mở cho nhân viên văn phòng RAV và được sự quan tâm của phía ban lãnh đạo công ty RAV nên được trang bị các trang thiết bị máy móc hết sức chuyên nghiệp như bảng trắng, máy chiếu, loa, không gian máy lạnh thoáng mát thuận lợi cho việc tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất. Mục tiêu làm cầu nối và tạo sự hiểu biết giữa mọi người một cách hiệu quả thông qua ngôn ngữ. Lớp học là một lợi thế cho nhân viên đi từ lớp cơ bản đến nâng cao trong tiếng Anh với giáo trình được nghiên cứu phù hợp cho sự rèn luyện các kỹ năng nghe và nói. Song song đó, các kỹ năng hùng biện tiếng Anh, thuyết trình trước đám đông, làm việc nhóm sẽ giúp các bạn có thể tự tin khi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, không chỉ trong lớp học mà cả ứng dụng bên ngoài đời sống. Tạo cho nhân viên một sự yên tâm tin tưởng vào giáo viên, chuyên môn nghiệp vụ cao sẽ giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách khoa học và mang tính ứng dụng cao mọi lúc mọi nơi. Okay, thank you, goodbye. Bye. See you again. Yes, wait.